Xin chào kính chào khán giả của Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ tư 11 tây tháng 10 năm 2003 Thưa quý vị, mới đây hãng thông tấn AP có phỏng vấn một đại diện của Hamas là một nhà lãnh đạo của nhóm này đang sống lưu vong ở Beirut, thủ đô của Lebanon. Ông này tên là Ali Barakat và ông cho biết rằng là chính Hamas cũng bị sốc khi mà tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 quá dễ dàng ông cho biết là cái kế hoạch tấn công Israel được giữ kín đến giờ chót chỉ một vài lãnh đạo của Hamas ở giải Gaza biết mà thôi, không ai biết cả, ngay cả các đồng minh của Hamas cũng không biết. Và ông còn cho biết thêm là các đồng minh của Hamas như Iran hoặc nhóm Hezbollah ở Libanon sẵn sàng tham gia à, cuộc chiến nếu Gaza bị một cuộc chiến hủy diệt. Ông cũng cho biết thêm là trong cuộc tấn công này Hamas sử dụng khoảng từ 1.000 đến 2.000 à, Uh, chiến binh trong tổng số 40.000 chiến binh của họ và họ còn rất nhiều hỏa tiễn cũng như là đạn dược và ông bất ngờ là không hiểu tại sao mà cái dàn phòng thủ của Israel lại bị thủng quá nhanh vậy ngay cả Hamas cũng bất ngờ luôn và ông nói rằng quân đội của Israel đúng là cọp giấy đó là theo lời ông Barakat nói như thế và ông cũng cho biết rằng là mục đích của nhóm này uh, đã cái chương trình này đã được chuẩn bị hơn một năm trước không liên quan gì đến cái chuyện mà hòa bình Mà Hoa Kỳ đang môi giới giữa Israel và Saudi Arabia Ông cũng cho biết thêm là một, một trong mục tiêu của uh, Hamas Là bắt con tin để mà có thể đổi trác với khoảng vài ngàn người Palestine Đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel Đồng thời bắt luôn cả con tin người Mỹ Để mà muốn trao đổi với Mỹ Vì hiện nay Mỹ đang giữ một số người Palestine Ông không nói rõ những người này là những người nào nhưng mà hiện nay Mỹ đang giữ ít nhất là 5 người Palestine bị tòa án của La xử trước đây vào năm 2009 Vì cái tội là chuyển tiền cho nhóm Hamas Thì đây là một cái uh, chiến thuật của nhóm Hamas là bắt con tin để đổi con tin Thì điều này có thể là um, coi như là hiệu quả với lại uh, Israel Bởi vì năm 2009 Israel từng thả hơn 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy một binh sĩ của Israel Do nhóm Hamas giữ 5 năm trời thì trong trường hợp của Mỹ thì không biết là như thế nào Bởi vì Mỹ thì tòa án họ xử thì không biết là chính quyền Biden có can thiệp được hay không Đó là một cái trở ngại lớn Và coi như là ông Biden bây giờ cũng đối phó với lại cái chuyện là Có tù binh Mỹ, người Mỹ, công dân Mỹ nằm trong tay nhóm Hamas Ngày hôm qua trong cuộc họp báo ở tại tòa ốc Thì ông giết Sullivan, cố vấn ninh quốc gia của ông Biden cho biết là có khoảng 20 đến 30 người là bị bắt làm con tin Đó là theo tin bên Mỹ cho biết như vậy cũng liên quan đến tình hình ở tại Trung Đông thì thưa quý vị, đại diện của Liên Âu đã đi ngược kèo với Mỹ và phản đối cái những gì Israel đang làm ở tại giải Gaza. Đó là phát biểu của ông Joseph Boro, là ủy viên ngoại giao của Liên Âu, tức là người đứng đầu ngành ngoại giao của châu Âu, đó, của Liên Âu đó. Thì trong cuộc họp ngày hôm qua ở tại Liên Âu có liên quan đến tình hình ở tại Israel và giải Gaza ông cho biết là liên âu có mời cả israel và hamas tham dự nhưng hai nhóm này không tham dự thì ông boro có nói như thế này cái quyền của người israel tự vệ là chính đáng nhưng phải làm phải thực hiện theo luật quốc tế ông cho rằng một số hành động israel mà liên hiệp quốc đã nói rồi đó là cắt nước cắt điện cắt thực phẩm và coi như không bao vây và không có uh, Uh, những cái vật phẩm y tế cho người dân Ở uh, giải Gaza Là nó trái với luật quốc tế Thành ra những hành động này là không phù hợp với luật quốc tế Coi như ông phản đối Israel trong chuyện này Và ông cũng cho biết luôn là Ban đầu uh, Liên Âu định ngưng không viện trợ Cho người Palestine ở giải Gaza Nhưng với tình hình hiện nay Thì ông nói là Liên Âu đổi ý Quay xe vào giờ chót Tiếp tục uh, trợ giúp Cho người dân Palestine ở giải Gaza Bây đang bị bao vây và ông nói rằng là trong tình trạng này chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn, không được ít hơn Quan điểm này của ông Barrow coi như nó khác với lại quan điểm của Mỹ Trong khi ngày hôm qua Tổng thống Jordan thì không hề lên án hoặc là chỉ trích cái hành động của Israel pháo kích vào giải Gaza Và cũng chỉ có lên án phía Hamas mà thôi Trong khi phía Liên Âu thì cho rằng là cái hành động của Israel là trái với luật quốc tế đó là chưa kể một số tổ chức khác nói rằng trong nhiều năm qua Israel khi mà bao vây giải Gaza là cũng có trách nhiệm là bởi vì khi bao vây như vậy thì phong tỏa về người dân Gaza ngày càng khổ và đói thêm mà nó trái với luật quốc tế và có thể đó là vi phạm nhân quyền đó là theo lời của ông Joseph Borro người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên Âu bao gồm 28 nước thành viên một quốc gia khác nữa là thổ nhĩ kỳ thành viên của NATO và đồng minh của Mỹ thì cũng phản ứng rốt ráo với chuyện này đặc biệt là chuyện mỹ điều thêm hàng không mẫu hạm ở uh, genfor vào vùng địa trung hải đó là tổng thống của thổ nhĩ kỳ ông Tayyip erdogan ngày hôm qua trong cuộc họp báo với thủ tướng uh, khan nihammer của áo thì ông erdogan đã đặt dấu hỏi là cái hàng không mẫu hạm này của mỹ đến gần israel để làm gì tại sao họ đến đó những chiếc tàu xung quanh cái hàng không mẫu hạm này sẽ làm gì họ sẽ bắn vào Gaza và những điểm ở xung quanh Gaza và Gaza và sẽ đẩy những cái thực hiện một những cái bước mà thực hiện những cái cuộc thảm sát nghiêm trọng tại đây đó là theo lời Erdogan nói như thế coi nhung lên án cái hành động mà của Mỹ đưa hàng không mô hạng vào đó ngày hôm nay thì tin cho biết là Mỹ có thể sẽ điều thêm hàng không mô hạng nữa đó là Eisenhower chuẩn bị rời cảng Norfolk ở tại ở Virginia và tiến đi qua bên Địa Trung Hải thì chúng ta biết vì sao mà ông Erdogan là thuộc tổng thống của một nước NATO đồng minh của Mỹ ở trong khối NATO phản ứng là bởi vì bên thổ nhĩ kỳ có một cộng đồng hồi giáo rất là lớn và trước giờ thổ nhĩ kỳ vẫn ủng hộ người Palestine coi như trong cái cuộc chiến này Israel được Mỹ ủng hộ một số khác nước phương tây ủng hộ nhưng bị một số nước khác cũng quan trọng không kém đó là Liên Âu và ngay cả thổ nhĩ kỳ không ủng hộ hành động này nếu không muốn nói là chỉ trích hành động của Israel mặc dù Israel có quyền tự vệ của mình cũng ngày hôm qua thì bên phía Bộ Quốc phòng Israel cho biết là họ đã phát hiện một cái ngôi làng ở gần biên giới với Gaza. Cảnh tượng khủng khiếp đó là ngôi làng Kafa Aza. Gần biên giới Gaza thì khi lính vào trong đây, họ phát hiện ra những cái người chết mà có dấu hiệu của một cuộc thảm sát. Ờ, ở đây có những người bị giết, máu me răng khắp nơi. Đó là theo lời bà Thiếu tá Libby Ways. Chúng tôi thấy máu ở khắp mọi nơi và đặc biệt là có những cảnh khủng khiếp trong đó trẻ em và bé sơ sinh bị chặt đầu. Đây là những hình ảnh, những cái, 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 cái uh, thi thể mà họ phát hiện ở trong ngôi nhà làng đó. Và theo như bà thiếu tá Lippi cho biết, à, bà Quay cho biết đó, đây là cái cảnh tượng mà vi phạm quyền con người và có thể coi đây là một cuộc thảm sát. Và những người bị giết là bao gồm người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Và cảnh tượng này là cảnh tượng kinh hoàng và cái vùng này là cái vùng mà gần biên giới với lại Gaza. Sáng ngày hôm nay, ông thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã tuyên bố thành lập một chính phủ uh, thống nhất, chính phủ đoàn kết tạm thời để đối phó với chiến tranh với Hamas. Uh, chính phủ này bao gồm ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel và ông Benny Gantz là cựu bộ trưởng quốc phòng, là một lãnh đạo đối lập của ông uh, Netanyahu. Và đồng thời có luôn cả ông bộ trưởng quốc phòng hiện tại là ông Joa Galan. À, Ba người này sẽ nằm trong cái chính phủ liên hợp thống nhất để mà giải quyết cái vấn đề với lại Hamas. Ờ, chính phủ này sẽ chỉ không đưa ra chính sách nào mới, chỉ đưa ra những chính sách liên quan đến chiến tranh đối với Hamas mà thôi. Thì chúng ta biết là trong giờ phút này bên Israel cho biết là họ có 1.200 người bị chết và hơn 2.700 người bị thương. Bên phía Gaza thì khoảng cũng là cỡ 800 người bị chết và hàng ngàn người bị thương thì ông netanyahu trong thời gian qua cái chính phủ của ông bị nhiều cái phản ứng đặc biệt là ông đang bị tố cáo tham nhũng thành ra là có vẻ như ông muốn tạo cái sự đoàn kết ở trong israel nên ông mời cái ông bộ trưởng quốc phòng hiện tại cũng như cựu bộ trưởng quốc phòng của israel tham gia ngoài ra tin hãng reuters cho biết là cũng đang mời luôn cả một cựu thủ tướng của israel cũng của đảng đối lập để tham gia nhưng ông này chưa trả lời và thưa quý vị số người Mỹ bị chết trong các vụ tấn công của nhóm Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua lên tới bây giờ là tổng cộng 22 người và có 17 người bị mất tích đó là cái thông báo Bạch Ốc đưa ra sáng ngày hôm nay con số này tăng lên với con số ngày hôm qua à, ngày hôm qua ban đầu nói nó có 12 người sau đó thì trong bài diễn văn tổng thống Joe Biden nói là 14 người và sáng nay Bà Karin phát ngôn viên tòa gốc nói là 22 người và có 17 người bây giờ đang mất tích có thể 17 người này là những người bị con tin bị bắt. Bà Giang cho biết đây là những con số chúng tôi biết cho đến giờ phút này và có thể tăng lên trong những ngày tới. Ờ, và chúng ta biết rằng là đây có thể nói là lần đầu tiên trong nhiều năm người Mỹ bị dính vào trong vụ này và nếu những con tin này mà bị giết chết theo lời hăm dọa của nhóm Hamas nếu mà họ bị tấn công thì có thể nói là máu của người Mỹ bắt đầu đổ lần đầu tiên sau cuộc chiến tại Afghanistan cũng như tại Iraq trước đây vào thập niên năm 2000 và cuối cùng thưa quý vị tỉnh Lạng Sơn có một nơi tổ chức thi hoa hậu Việt đó là thị trấn Thất Khê thuộc huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt và bị nhiều nơi thắc mắc và lên án thì uh, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cuộc thi này làm nhiều người chú ý theo nội dung chia sẻ mà đăng trên báo chí trong nước cho biết là Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc thi hoa hậu vịt đầu xanh lần thứ nhất. Chọn ra hoa hậu rồi áo hậu 1 và áo hậu 2 với tổng giải thưởng là 51 triệu đồng. À. Ông Vương Văn Công chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê cho biết cuộc thi hoa hậu vịt nằm trong chương trình quảng bá tinh hoa vịt quay Thất Khê, các món ẩm thực và sản phẩm đặc sản của địa phương nhân kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Thất Khê. À. 10 tháng 10 1950, 10, 10 tháng 10 2023. Cuộc thi này nhằm giới thiệu, duy trì thương hiệu vịt đầu xanh tôn vinh người chăn nuôi vịt trên địa bàn huyện Tràng Định. Ông nói như vậy cho biết cuộc thi thu hút sự tham dự của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tràng Định. Kết thúc cuộc thi Hoa hậu vịt thuộc về xã Chí Minh, Á hậu 2 thuộc về xã Đội Cấn, Ao1 à, hậu 1 thuộc về xã Đội Cấn, Á hậu 2 thuộc về thị trấn Thất Khê. Tổng trị giá 51 triệu đồng, toàn bộ số tiền trên sẽ được sử dụng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ông Hà Văn Hơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chí Minh cho biết sau khi nhận được thông tin cuộc thi, chính quyền xã lựa chọn những con vịt tốt nhất của người dân để dự thi, những con vịt phải đạt tiêu chuẩn như cân nặng trên 3 kg, nuôi trên 6 tháng, đầu xanh, lông mượt, màu lông óng mượt đều đẹp. Và con vịt đoạn giải sau đó được bán đấu giá được 35 triệu đồng. À, các thị trấn thất thề này thì rất độc đáo, tôi xin báo kỳ biết. Năm 1992 tôi từng đạp xe đạp từ Cao Bằng đi qua Lạng Sơn và đi qua thị trấn này phải nói vịt ở đây, vịt thất kê rất là nổi tiếng thành ra khi chúng ta nghe hậu vịt ta tưởng là chơi mà thực ra là vịt đây ngon lắm cho nên chắc lẽ người ta làm để ta quảng bá cho cái món của ta ở hồi đó tôi đi sang tôi đi ngang qua đó tôi không có tiền ăn nhưng mà tôi thấy vịt treo thì ngon và nghe người dân đây nói rất là đặc biệt thất khê ở huyện tràng định tỉnh lạng sơn giáp biên giới trung quốc cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay chúng tôi xin hẹn quý vị và chương trình sau